Các bạn xem thì nhớ để lại một like trước khi rời đi nha. Nhìn vào số liệu bên dưới 100 người, xem chỉ có 6 người đăng ký và like. Thật sự rất buồn ạ. Bấm like và đăng ký để ủng hộ mình nhé. Yeah.
This man is the most...